Và bản tin sau đây đến từ WHO cảnh báo, mọi người đừng trông chờ vào vaccine chống virus Vũ Hán. Theo một chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của WHO, con người có thể phải thích nghi và sống chung với virus Vũ Hán vì không có gì bảo đảm sớm có được loại vaccine hiệu quả. Ông David Nabarro, giáo sư trường Imperial College, London, Anh Quốc, kiêm đặc phái viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khuyên công chúng rằng không nên đặt tất cả hy vọng vào một loại vaccine ngừa virus Vũ Hán vì rất khó để phát triển nó. Vì vậy, thích nghi là điều duy nhất con người có thể làm trong tương lai sắp tới. Ông David Nabarro giải thích, không phải loại virus nào cũng có vaccine hiệu quả và an toàn. Một số virus rất khó phát triển vaccine, vậy nên trong tương lai, có thể thấy được rằng chúng ta sẽ phải tìm cách sống chung với mối đe dọa thường trực này. Điều đó có nghĩa là cách ly người có triệu chứng nhiễm bệnh, người tiếp xúc gần, bảo vệ người lớn tuổi, tăng cường năng lực điều trị. Đây sẽ là điều bình thường mới đối với tất cả mọi người. Liên quan đến vấn đề này, giáo sư Lan Fraser, nhà miễn dịch học nổi tiếng người Úc từng góp phần bào chế vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung, nhận định rằng có một số lý do khiến cho khả năng tìm ra vaccine ngừa COVID-19 là không chắc chắn. Ông Fraser giải thích rằng, mặc dù hiện nay có hơn 100 nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới đang thử nghiệm vaccine phòng virus Vũ Hán, nhưng chưa có nhóm nào có được mô hình tấn công virus hiệu quả. Miễn dịch chống lại virus Vũ Hán cũng giống như là miễn dịch với bệnh cảm lạnh vậy. Theo ông Fraser, vaccine ngừa các bệnh đường hô hấp rất khó phát triển vì virus xâm nhập vào phần ngoài của cơ thể. Chỉ khi nào virus xâm nhập thành công, hệ miễn dịch mới bắt đầu kích hoạt để chống lại. Đó là lúc người ta đổ bệnh. Nếu hệ miễn dịch vaccine phản ứng quá mạnh, nó sẽ làm tổn thương phổi hoặc là làm mọi thứ tồi tệ hơn. Do đó mọi người phải rất thận trọng khi muốn tấn công virus.